Xin chào các bạn và thính giả thân mến Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phố Chuyện Đêm Và ngày hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày của kênh Mình xin gửi đến các bạn một câu chuyện ngắn Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa Ngay bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe Hai đứa trẻ chạy loanh quanh trong sân nhà Nô đùa nghịch ngợm mãi Cho tới gần tối nhưng cũng chẳng chịu về Mãi cho tới lúc mẹ cậu bé cầm theo một cái roi mây Gọi theo ý ới ngoài cổng Tám, Tám ơi, mày có về ăn cơm không thì bảo. Thằng bé lúc này mới sợ hãi cuống cuồng chạy về nhà, vừa chạy vừa hét. Mẹ, mẹ đừng đánh, con xin lỗi, lần sau con không dám thế nữa đâu. Hai thân hình ngồi tựa lưng vào nhau, ôn lại chuyện cũ. Anh hứa như thế với mẹ, nhưng cuối cùng hôm sau, anh lại mỏ ra nhà em chơi, tôi có chịu về đâu, còn đòi ăn trực ở đó nữa. Tại vì... vì gì? Vì anh tham ăn à? Cứ cho là như thế đi, Họ quay lại cùng một lúc, hai ánh mắt chạm vào nhau, bao nhiêu điều chất chứa trong lòng chẳng dám thổ lộ. Cô Hiền là bạn thân từ thuở tầm bé của ông Tám, hai người rất thân thiết, đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Đã có lúc, hai bên gia đình gọi nhau là ông bà thông gia rồi đấy. Hai người lúc đó cũng đã có tình cảm với nhau sẵn rồi, tiếc là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Năm cấp 3, hai người cặm cụi học hành, chẳng để ý gì khác ngoài học 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 và học học thêm học đến gì tám đều học cùng hiền ông chở cô đi đi về về suốt mà chẳng biết mệt lúc học chính trên trường cũng vậy hai người luôn ngồi cạnh bên cùng nhau ôn tập cười cười nói nói đám bạn xung quanh mặc định học là một cặp thi thoảng cũng có đôi ba lời trêu đùa nhưng hiền đều bỏ ngoài tai cô muốn tập trung toàn bộ cho ước mơ của mình cô sẽ đỗ một trường đại học có tiếng ở ngoài hà nội sẽ là cô tân sinh viên trong màu áo trắng, sẽ tốt nghiệp, sẽ thành công, sẽ đổi đời. hiện chẳng muốn rồng mãi ở quê, quanh năm cấy cầy, gà què, lợn gà vườn tược, cô muốn được ăn mặc đẹp đi xe sang. Ước mơ hoài bão của cô, tám đều biết, ông cũng chẳng có quyền gì mà cấm cản, âm thầm ủng hộ cô trên con đường thực hiện nó. Ông Tám vừa biết sức học của mình, dù có cố đi học thêm các môn khác, nhưng khả năng của bản thân chỉ có vậy, tốt nghiệp được đã là cả một sự thành công lớn rồi. Đúng thật, ông chỉ thành công được như thế. Khi có giấy báo tốt nghiệp, vui thì có vui đấy, nhưng gương mặt Tám lại thoáng chút buồn mang mát. Tám yêu hiền, ông có thể làm tất cả để cô hạnh phúc, nhưng chẳng thể cho cô một cuộc sống như cô hẳn mong muốn. Ông biết chứ, nhưng thứ tình yêu ngây thơ ấy làm gì có tội. Đã có lúc hai bên gia đình coi nhau như thông gia, chỉ đợi hai đứa nó lớn thêm chút thì tạo điều kiện cho chúng nó tổ chức một đám cưới linh đình, thế là vẽ cả đôi đường. Nhưng cuộc sống ai lường trước được chữ ngờ. Trước ngày Hiền đi thi đại học, Tám đã mạnh dạn đem tấm lòng, đem tình yêu của mình để thổ lộ trước Hiền. Cô chẳng nói gì, không đồng ý cũng chẳng từ chối. Hiền bảo ông hãy chờ, chờ cô thi xong rồi nói tiếp. Hiền đã thi xong, cô vẫn chưa trả lời, tiếp tục nói chờ. Khi có giấy báo nhập học, cô vui lắm, cả nhà cũng đều vui sướng và tự hào về đứa con gái duy nhất của mình lại giỏi giang như thế. Tám ra chung vui, tìm kiếm câu trả lời cho tình yêu của mình, nhưng vẫn nhận được câu chờ từ cô. Đến tận ngày Hiền chuyển ra ngoài thủ đô sống và học tập, cô vẫn chẳng cho Tám một câu trả lời cụ thể nào cả. Cô để lão ôm mãi cái hy vọng ấy, chờ, chờ đến bao giờ đây? Hiền ra Hà Nội học, đúng chất một cô gái nhà quê, tất cả về cô đều vô cùng mới lạ. Xe cộ đông đúc đi lại nườm nượp, người ở đây ăn mặc chỉnh chu, đẹp đẽ hơn mấy người ở dưới quê nhiều lắm, ăn nói cũng lịch sự hơn, không bộ bã như nơi mà hơn 18 năm qua Hiền gắn bó. Ngày đầu tới trường, cô diệt bộ quần áo đẹp nhất của mình, chiếc quần vải đen tôn dáng, chiếc áo trắng trong trẻo, đi đôi giày quay hậu mà bố mới mua cho cô. Đường giữa sân, Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí mà cô luôn ao ước được trải nghiệm. Vẻ ngây thơ trong sáng của cô nhanh chóng được những cậu trai trẻ để ý tới. Trong đó có Duy, bố gã sinh ra đã ở vạch đích. Bố mẹ gã có vài công ty cả lớn cả nhỏ. Duy học ở khoa chất lượng cao. Học phí lẫn khối lượng kiến thức đều khác biệt hẳn so với những khoa bình thường khác như hiền đang theo học. Số con gái theo đuổi gã, Có mà dùng đầu ngón tay để thống kê hết được cải mắc nhà mặt phố bố làm quan, cộng thêm vẻ đẹp lãng tử, hào phóng của gã, quả thật mấy ai sánh bằng. Cũng chính vì thế mà gã thay người yêu như thay áo, duy muốn tìm một người mới lạ, ngoan ngoãn hiền lành, chứ chẳng phải cải đám bu lấy gã chỉ vì tiền kia. Vừa hay, từ cái nhìn đầu tiên, gã đã bị khuất phục bởi vẻ đẹp thuần khiết của huyền, duy cố gắng bằng mọi cách để mà tạo ấn tượng, từ việc vào lớp cô học kế đến vô tình đụng phải khi tan trường, thậm chí gã còn cho tài xế đến đánh xe chờ cô về nhưng hiền đều từ chối một cô gái chân quê như cô luôn ghi nhớ lời dặn của bố mẹ trước khi lên đây rằng phải đề phòng với những người lạ đặc biệt là đàn trai phố chúng đào hoa lăng nhăng lắm dính vào là khổ cả đời càng từ chối bao nhiêu càng khiến cái ham muốn chinh phục của duy lớn lên bấy nhiêu gã như ong như bướm cứ cả ngày vây quanh lấy đoá hoa thơm chẳng rời nửa bước cho đến buổi sáng hôm đó anh có thể đừng bám theo tôi nữa không? Cho anh một lý do đi. Tôi không thích anh. Nhưng anh thích em. Như vậy là đủ rồi. Hiền tức tối bỏ đi. Cô đi lên thư viện. Tìm vài quyển sách có ích cho việc học của mình. Duy lẹo đẽo theo sau. Gã còn sách theo hai chai nước lạnh. Hiền từ từ bước dọc theo từng kệ sách. Cẩn thận lựa chọn từng cuốn một. Duy cũng chậm rãi, nhẹ nhàng. Gã giống như một kẻ lọc lõi trong công việc này. Gã có đủ mạnh khóe. Kỹ năng lẫn kinh nghiệm để biến mọi cô gái thành của mình. Khi mà cả cái thư viện trở nên đông đúc kỳ lạ, kiếm một chỗ ngồi cũng khó, chứ đừng nói đến là một chỗ kín đáo và yên tĩnh. Hiền ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng tìm thấy vị trí nào có thể ngồi, đang tính ra về thì nghe tiếng gọi nho nhỏ. Hiền ơi, đây vào đây, trong một góc khá kín, sát cửa sổ, Duy đang ngồi sẵn ở đó, vậy tay gọi cô. Gã đã phải cố gắng lắm mới giữ được một chỗ đẹp như thế để chờ mục tiêu của mình. Nghĩ thế nào Hiền lại đi tới đó và ngồi xuống lôi sách ra đọc Anh không đọc sách đến đây làm gì Phải đọc sách mới đưa tới thư viện hả em Không phải nhưng mà Anh đến đọc em là đủ rồi Có khi còn có ích hơn việc đọc sách nhiều ấy chứ Anh có thôi đi không Anh còn nói vớ vẩn nữa là tôi về đấy Hiền tùm tìm cười Cô đã bắt đầu siêu lòng trước cái mẽ sáng sủa ấy của gã Cái miệng lưỡi dẻo quẹt từ lời nói ong bướm của gã dần dần khiến cô cảm thấy thích thú. Trong thấy cô như thế, Duy đã chắc chắn rằng bản thân đã đi được 2 phần 3 quãng đường rồi. Gã đưa chai nước lạnh để nó chạm vào tay cô. Này, anh làm gì đấy? Đâu, anh có làm gì đâu, em uống nước đi. Anh cứ uống đi kệ tôi. Kệ gì cơ, làm sao mà kệ một người xinh đẹp như em được. Gã lại làm cô cười, cười thật tươi, giống như ném cho gã một chiếc chìa khóa để bước vào trái tim cô vậy. Dĩ nhiên một kẻ lọc lõi như gã Chẳng thể nào bỏ lỡ cơ hội ấy Hai người bắt đầu thân thiết hơn Gặp nhau thường xuyên hơn Duy cũng thuận thế để mọi chuyện tiến triển nhanh đến chóng mặt Chẳng mất quá nhiều thời gian sau ngày đó Hiền đã ngả vào vòng tay của gã Cô gái quê mộc mạc ấy vẫn giữ mình lắm Chẳng để gã trai phố kia sơ mối được gì suốt mấy năm học đại học Cô dường như đã kiếm một kẻ vốn lăng nhăng như Duy Thay đổi hoàn toàn lối sống của mình thi thoảng Hiền vẫn về quê thăm nhà Nhưng mỗi lần như thế cô thường tránh mặt Tám Kể cả lúc ông ta mở lên tận Hà Nội Tìm gặp cô cũng vậy Cô muốn Tám biết rằng Mình muốn cắt đứt hoàn toàn với lão Một lần, hai lần không sao Nhưng đến lần thứ ba Thì Tám cũng hiểu được tâm ý của cô mà dừng lại Chẳng dám làm phiền cô nữa Mối tình đầu trong sáng ấy của hai người Cũng nảnh gác lại phía sau Ngày nhận bằng tốt nghiệp Hiền báo cho bố mẹ lên nhận cùng với mình Hai ông bà vui sướng lắm nhà độc nhất cô con gái mà lại xinh đẹp tài giỏi họ hàng thân thích ở làng thì chẳng có ai nhưng hàng xóm láng giềng ai nấy cũng chúc mừng ông bà vì có đứa con mát mảy mát mặt hiền đợi mãi ở trường cô nhớ kỹ đã gửi địa chỉ cho bố mẹ rồi cô còn dặn hai người rằng đến sớm một chút nhưng mãi chẳng thấy đâu cho tới khi hiền nhận xong tấm bằng mà cô hằng ao ước thì có điện thoại từ nhà báo lên bố mẹ cô gặp tai nạn cả hai đều không qua khỏi người ta vừa đưa về nhà xong hiền như chết lặng, đánh rơi cả điện thoại xuống đất, cô ngồi thụp xuống khóc nức nở. Cô chẳng tin vào những gì mình vừa nghe, cô muốn về, ngay lập tức trở về nhà để chứng thực điều đó. May mà khi ấy có Duy luôn bên cạnh, an ủi chăm sóc, rồi lấy xe đưa cô về, chứ thực sự lúc ấy hiền chẳng biết phải làm gì cả. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, bố mẹ cô đều đã qua đời, hiền chỉ còn lại một mình cô độc. Suốt mấy tháng sau đó, cô như người mất hồn, ở lì trong nhà chẳng muốn đi đâu cả. Duy thì vẫn bên cạnh chăm sóc, từ miếng ăn giấc ngủ cho cô. Gã thay đổi rất rất nhiều từ lúc gặp cô. Bố mẹ gã cũng rất bất ngờ vì điều đó. Họ rất tò mò muốn biết ai là người khiến con trai họ trưởng thành lên nhiều như thế. Rồi một ngày đẹp trời, Duy đã đưa Hiền về ra mắt. Ngoài việc thân thế hai bên gia đình tranh lệch quá nhiều, thì bố mẹ Duy cũng không hề phản đối tình cảm của đôi trẻ. Họ còn có phần cảm thông cho số phận của Hiền sau dỗ đầu của cha mẹ hiền gạt nỗi buồn sự mất mát về phía sau trở lại hà nội sống và làm việc quả thật cái không khí cái nhộn nhịp ở thủ đô có một sức quấn hút kỳ lạ cô suy nghĩ thoáng hơn tự do hơn nên quyết định cùng duy ở chung nhà sống thử như một đôi vợ chồng trẻ theo chủ ý mà gã đề xuất Ngày hôm đầu tiên cả hai đã ăn uống một bữa no say gọi là lên hoan mừng tân gia cũng là kỷ niệm ngày đầu sống chung Duy mua về đủ thứ đổ nhắm bể miệng chỉnh chu Hôm nay chúng ta phải làm một bữa ra trò mới được Duy nằm lấy tay hiền Kéo sát lại người Cô ngả đầu vào vai gã Vâng nhìn thích thật anh nhỉ Mọi thứ đã qua Hãy cứ để nó qua đi Mình cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn em nhé Hai người ngồi bên cạnh nhau nâng ly Ly này đến ly khác Rượu lạt uống lắm cũng say Hai cơ thể trẻ trung sung mãn quần lấy nhau Duy với kinh nghiệm phong phú của mình, gã chủ động bế cô lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô, rồi từ từ bước về phòng ngủ. Duy nhẹ nhàng đặt người con gái ấy xuống giường, gã cảm nhận rõ ràng cơ thể của Hiền đang nóng gian lên, mồ hôi ứa ra, hòa với mùi nước hoa mà gã đã tặng, tạo ra một hương thơm khó cưỡng. Gã biết, đây là lần đầu của cô, gã tin vào điều đó, mọi thứ đều cần phải nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Đôi tay của gã di chuyển từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thám hiểu những đường cong gợi cảm của Hiền. Nhưng những gì mà từ trước đến giờ gã vẫn ao ước. Hiền nằm yên, cô chẳng biết làm gì trong tình huống như thế này cả. Cô hoàn toàn chẳng có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện ấy. Cứ thả lỏng người, chiều theo ý duy, để cái bản năng của một người phụ nữ dần dắt bản thân bước vào con đường trở thành một người phụ nữ. Hai thân hình mềm mại trượt lên nhau, nồng nhiệt cháy bỏng, cả hai hòa chung một nhịp đập đê mê trong hạnh phúc họ chẳng biết thế nào là đủ khi nào cần dừng lại cài ham muốn cái khoái lạc ấy khiến cả hai người cuốn chặt lấy nhau cả đêm dài hành trình sống thử của cả hai cứ tiếp diễn như thế hiền ba ngày đi làm tối về chăm lo cơm nước cho duy mặc dù gã đã cố gắng khuyên bảo cô rằng cô không nhất thiết phải làm thuê làm mướn kiếm vài đồng vài hào làm cho cực nhưng hiền vẫn muốn bản thân tự kiếm ra tiền cô không thích phụ thuộc vào gã. Từ lúc ra trường, Duy tiếp quản lại một công ty nho nhỏ của gia đình bên mảng tổ chức sự kiện. Sẵn mối quan hệ của gia đình cộng với già nhân sự lâu năm, nhiều kinh nghiệm, gã chẳng cần suy nghĩ nhiều. sáng tới ký vài cái hợp đồng, chiều kiểm tra vài sự kiện thực tế rồi về, mọi thứ khá chân chu và dễ dàng. Sau một ngày dài, đôi trẻ lại quần lấy nhau chẳng rời, ăn uống xem phim, thư giãn đều diễn ra trong căn phòng chung cư cao cấp mà Duy đã mua đứt chứ không phải như gã nói với hiền là cả hai thuê chung mỗi đêm họ vẫn nồng nhiệt cháy bỏng như thế chẳng biết mệt là gì cảm giác lúc nào cũng như lần đầu tiên cả ngày hiền càng mạnh dạn hơn táo bạo hơn trong chuyện chăn gối duy cũng thích điều đó gã chỉ dạy cho cô đủ trò đủ kiểu đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của cả hai trong đoạn đường tình chẳng mấy trọn vẹn này hiền cấn bầu cô nhận ra điều đó khi bản thân trễ ngày và thường xuyên nôn khan không lý do Đồng nghiệp khuyên cô nên mua que thử hoặc đi khám xem sao. Quả thật cô có thai, Cải thai hơn 8 tuần tuổi rồi. Cô vui một thì gã vui mười khi Hiền báo tin đó duy như vỡ hòa trong cảm xúc. Gã yêu cô, thực sự rất yêu cô. Gã đã muốn kết hôn với cô từ lâu rồi nhưng hiền cứ nần nà mãi chẳng đồng ý. Bây giờ khi đã có lý do chính đáng lại là lý do bắt buộc như thế này gã càng có cơ hội thúc giục hiền lấy mình. Duy tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạn, Hiền hạnh phúc để phát khóc, gật đầu đồng ý. Gã dẫn cô về nhà lần nữa, xin bố mẹ cho cả hai kết hôn. Tiện thông báo luôn việc ông bà sắp có cháu nội. Khỏi phải nói, bố mẹ gã mừng đến cỡ nào, họ cũng hy vọng có cháu đích tôn nối dõi thông đường từ lâu lắm rồi. Phải cái thằng con trai lêu lỏng, chơi bời quá. Nên bây giờ, khi mà gã đã trì thú làm ăn, lại báo tin mừng này thì giống như tất cả những khúc mắc, những lo lắng trong lòng họ như hoàn toàn được gỡ bỏ một đám cười linh đình hoàng tráng và sang trọng được tổ chức. Tuy có chút thiếu sót khi gia đình nhà gái chẳng ai đại diện, Hiền hụt hững và đau lòng, nhưng hôn lễ cuối cùng cũng diễn ra êm đẹp. Hiền thực sự rất hạnh phúc, cô đã trải qua quá nhiều bình cố trong cuộc sống, đi từ hạnh phúc đến khổ đau rồi lại tìm được hạnh phúc. Nó giống như một vòng tròn hoàn hảo giúp cô biết trân trọng những người bên cạnh mình hơn, trân quý cái hạnh phúc mình đang có hơn. Những tưởng hiền sẽ có một cuộc sống tươi vui như thế, sung túc và thoải mái như thế mãi. Nhưng rồi biến cố lại xảy đến với cô. Chẳng biết hôm ấy mẹ chồng nấu cho cô món lạ hay vì lý do gì khác mà hiền ăn xong thì bụng đau dữ dội, cô gào thét trong cơn đau ấy. Hiền trời với trên giường muốn gọi mẹ chồng nhưng cửa đóng phòng lại cách âm nên bên ngoài chẳng nghe tiếng. Cô dùng hết sức bình sinh bước xuống giường nhưng loạn trọng ngã mạnh xuống đất, máu từ phía dưới chảy ra đầy sàn. Cô cử lết thêm chút thêm chút nữa ra cánh cửa, với tay xoay được cái nắm cửa, kêu cứu được hai câu thì ngắt lịm. Khi tỉnh dậy, chỉ có mỗi duy bên cạnh, gã ôm chầm lấy cô mều máu. Mất con rồi, mình mất con rồi em ơi. Anh, anh nói gì cơ? Con, con tôi đâu? Con tôi đâu? Bác sĩ bảo, không, không giữ nổi đùa bé. Anh, anh xin lỗi. Không, không, trả con cho tôi, trả con cho tôi. Anh, Hiền lồng lộn lên gào khóc rồi ngắt lịm đi Cú sốc này quả lừa nổi về cô Sau hơn một tuần nằm theo dõi ở viện Duy đón cô về nhà với chúng khủng hoảng sau khi xảy thai Gã vẫn âm thầm chăm lo cho cô Nhưng hiền như trở thành con người khác Cô mẫn cảm với mọi thứ Đặc biệt là Duy Cô chẳng để chồng đến gần mình dù chỉ một chút Chỉ cần gã cố ý tiếp cận cô Cô lại gào lên đầm đá thủng thụp vào người gã Vài lần như thế Duy đâm ra cũng chán Gã mặc kệ cô cho người giúp việc chăm sóc, thêm lời xúi dục, kích bác của mẹ. Duy có một ả đồng nghiệp mới. Mẹ gã mời cô đến làm phó giám đốc công ty mà Duy đang quản lý. Ả à, tên tiên, xinh đẹp, hấp dẫn, chẳng kém gì hiền của những ngày xưa ấy. Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn vì biết ăn mặc, biết trang điểm, biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình. Ở nhà vợ ghẻ lạnh, chẳng cho đụng đến, Mẹ thì liên tục nói những lời không hay về cô, khiến gã bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc, lại thêm một bông hoa tươi sắc ngày ngày, là lướt như mời gọi trước mắt mình. Duy như chẳng thể kiềm chế được con dã thú trong người nữa. Hôm đó, khi tiên vào phòng đưa hồ sơ cho gã, à ăn mặc sexy, áo trệ vai, xẻ sâu xuống ngực, chưa váy body tôn dáng cực kỳ nóng bỏng, à cố tình vừa vấp té ngã, rồi ngả vào lòng gã, hỏi thử một gã đàn ông lâu ngày, chẳng được thỏa mãn dục vọng của mình. Mấy ai có thể kiểm chế được Chưa cảm dỗ đó Duy thì chắc chắn không Gã cúi người xuống hôn nhẹ lên môi ả thoáng chút bất ngờ vì không nghĩ rằng bản thân Đã thành công dụ dỗ gã công tử nhà giàu này Nhưng gần như ngay lập tức Ả đáp lại nụ hôn đó Một cách mạnh bạo hơn nhiều Duy ngả lưng ra ghế sofa tận hưởng Tiên đừng phát dậy Ả đi ra bầm khóa cửa phòng Rồi lại uồn éo kêu gợi Ả ngồi lên đùi Duy Vừa hôn vừa khoe ra cản thân hình nóng bỏng của mình Cho gã chiêm ngưỡng Gã thích thú lắm, lâu rồi không được làm chuyện này, lại chẳng cần làm gì, cứ ngồi yên đó để một người phụ nữ xinh đẹp như tiên, phục vụ từ A đến Z, thì có gì sung sướng bằng. Gã đê mê trong cái khoái cảm mà ả tình nhân mang lại, chẳng có nhớ gì đến chuyện bản thân đã có gia đình, chẳng quan tâm đến thứ tình yêu mà gã dành cho vợ mình trước đây. Lý trí của gã đã gục ngã trước dục vọng của bản thân, gã đắm chìm trong thứ dục vọng ấy đê mê khoái lạc tiên thành thạo, táo bạo, chủ động và chuyên nghiệp, khác hoàn toàn với hiền, điều đó càng khiến gã mê mệt, gã bị đưa vào trong lúc nào chẳng hay. Tối ấy vừa về đến nhà, khá uể oải vì mất sức sau cả buổi hành sự, duy bất ngờ khi thấy hiền tươi cười đòn gã từ ngoài cổng, cô đã đứng dậy được sau cú sốc kia, đã vui vẻ, hoạt bát trở lại. Cô cầm nước tinh tương đợi chồng về, cô hy vọng cả hai có thể hàn gắn lại tình cảm đang rất mẻ. Duy có chút thận thờ, gã đã có lúc cảm thấy ân hận vì phút mất kiểm soát hôm nay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ khiến gã chẳng kịp thích nghi. Tối đó, hiền nằm bên cạnh chồng, cơ thể cô nòng gian. Bên trong như có ngọn lửa, ngọn lửa của dục vọng đang cháy phừng phừng. Cô xoay qua ôm chồng, suy chưa ngủ, gã biết điều gì sắp diễn ra nhưng chẳng dám lên tiếng. Gã đã chẳng còn đủ sức để mà thỏa mãn vượng nữa rồi. Hiền hôn nhẹ lên tai gã, tay gã, đôi tay sửa soạn khắp cơ thể rằn chắc của gã cô vừa hôn vừa thì thào anh anh ơi em muốn duy quay người lại gã nằm lấy tay cô tròn qua người mình khẽ ôm lấy cô và hôn lên trán hôm nay anh mệt lắm để mai nhá ngủ đi em hiểm khi hiền đã chủ động đòi hỏi cũng là lần đầu tiên mà duy lại từ chối cô cô ôm mối nghi hoặc và ngọn lửa tình trong lòng mà cố gắng nhắm mắt nhưng chẳng thể ngủ nổi hiền cứ lăn qua lăn lại cả đêm suy nghĩ mãi về chuyện đó Duy cũng muốn chấm dứt với Tiên. Anh đồng ý với cô chỉ là để thỏa mãn cơn dục vọng nhất thời. Để thay thế cảm giác trồng vắng khi thiếu hơi ấm của vợ mình. Bây giờ, vợ gã đã trở lại bình thường, đã yêu thương gã như thế. Chẳng có lý do gì để gã dính vào ả nữa cả. Nhưng bàn tay khi đã nhúng chạm rồi, làm sao có thể rửa sạch. Bằng đủ cách dụ dỗ gã gẫm mê hoặc, tiên đã lôi duy vào mối quan hệ không tên, cũng chẳng có lối thoát gã đắm chìm trong những cơn khoái lạc chẳng còn nghĩ đến người vợ hiền ở nhà đợi mong thi thoảng gã cũng cố gắng để thỏa mãn vợ nhưng so với ngày trước hiền rõ ràng nhận ra gã thay đổi hoàn toàn hiền nghi ngờ chồng nên theo dõi và phát hiện ra sự thật bàng hoàng gã ngoại tình ngoại tình với chính đồng nghiệp của gã thậm chí khi cô nói với mẹ chồng việc đó bà ta lại có vẻ bênh vực con trai giọng điệu của bà khiến cô nhận ra rằng bà ta đã biết hết mọi việc từ trước và luôn giúp gã giấu diếm điều đó. Hiền thất vọng tràn trề, cô chẳng còn gì cả. Những tưởng đã tìm được bến bờ hạnh phúc của cuộc đời, giờ lại thành ra thế này. Cô tìm đến công ty, bắt tại trận cảnh chồng và ả nhân tình đang gian diều với nhau. trải thèm ghen tuông nữa, Hiền nhổ tuẹt một bãi nước bỏ xuống đất rồi quay mắt ra về. Cô tuyệt vọng, cô nghĩ đến việc tự tử. Không, không thể, cô sờ tay xuống bụng, cô còn có đứa con, Cô chẳng thể nhẫn tâm mà từ bỏ quyền làm người của con. Cô không muốn mất con một lần nữa, nhưng tương lai mịt mở quá. Sống ở cái Hà Nội này thì số tiền ít ỏi khi bán căn nhà ở quê cũng chẳng thể đủ để cô nuôi nấng, chăm sóc và lo cho đứa con sắp chào đời của mình một cuộc sống đầy đủ được. Hiền về quê, ôm cái bụng bầu trở về nơi chôn rau cắt rốn. Về tới làng, cô bật khóc vì nhớ cha nhớ mẹ, vì tuổi thân, để căn nhà hương hỏa cũng phải bán nghe lời gã đàn ông phụ bạc kia mà chẳng còn lý trí mù quáng tin tưởng gã hết mực đến bây giờ nhục nhã ê chề vài người làng gặp cô Đoan đả hỏi thăm họ vẫn nghĩ cô về thăm quê thăm làng thăm xóm chứ chẳng biết tới hoàn cảnh hiện tại của cô cô chẳng biết sau này khi mọi thứ tỏ tường họ sẽ coi thường sẽ khinh khi cô như thế nào nữa phút bốc đồng hiền đứng lên cây cầu gieo mình xuống dòng sông sâu Chính lúc đó, ông Tám đi làm về, nghe có người nói rằng Hiền về thăm nhà. Ông cấp tốc trở về, ông muốn nhìn thấy cô, chẳng cần gặp nói chuyện cũng được, chỉ cần nhìn thấy cô từ xa, thấy cô cười tươi hạnh phúc là ông mãn nguyện lắm rồi. Vừa đến cây cầu bắc ngang con sông, ông trông thấy Hiền, cô đứng bên thành cầu thì đã gào lên gọi tên cô, nhưng chẳng kịp. Ông Tám ném con xe máy đổ trồng vó, chạy như tên bắn đến và nhảy xuống dòng nước lạnh dùng hết sức bình sinh bơi về phía hiền đang vùng vẫy ông cứu được cô đường mối tình đầu của mình biết câu chuyện của cô hiền ông tám cảm thông hơn là trách móc ông mở lòng đón nhận cô đón nhận cả đứa con trong bụng của cô đứa con của gã đàn ông tệ bạc đã cướp cô đi từ tay ông kể từ đó hai người ở bên nhau chẳng được trọn vẹn nhưng rổ giá gặp lại cũng đã hạnh phúc rồi cho tới khi hiền mắc bệnh qua đời cô vẫn chẳng quên được duy về những thứ đặc biệt mà gã mang lại cho cô nhưng những thứ cô kể về Bạch, đứa con trai duy nhất của cô và gã đàn ông kia lại là những thứ mà cô tưởng tượng ra. Cô đủ lý trí để giấu nó về việc nó có một người cha tệ bạc như thế nào. Bạch, đứa con riêng của Hiền và gã đàn ông tiên duy kia, sinh ra đã ốm yếu khó nuôi. Bệnh này thật nọ, có những ngày nó ở viện còn nhiều hơn ở nhà, uống thuốc, tiêm thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Ông Tám thương nó lắm, nhưng nhìn thấy nó, ông lại liên tưởng đến người chồng trước của cô Hiền, kẻ mà ông mới chỉ gặp một lần, ngày đám tang của bố mẹ Hiền, nhưng lại căm thù gã tận xương tủy. Ông thừa chút nỗi ghen tuông, bực dọc lên nó, làm nó cứ ngỡ rằng ông ghét nó, thù nó. Hôm qua, trong lúc nóng giận, ông lỡ tát nó một cái, nó dỗi, bỏ nhà đi qua đêm. Sáng ra người ta thấy nó nằm co do ở góc đường, cả người nóng ra như lửa, miệng thiểu thảo kêu lạnh. Họ mới gọi ông Tám đến đưa đi viện may mà không sao chỉ là ngủ bờ ngủ bụi nên bị cảm lạnh thôi không có gì nguy hiểm cả đón bạch về từ bệnh viện ông tám đã kể cho nó nghe tất cả mọi việc ông nghĩ rằng nó đáng được biết bố ruột của nó là ai nó có quyền được quyết định cuộc sống của nó ông còn hỏi nó có muốn tìm lại người cha ruột của nó không nó suy nghĩ một hồi rồi đồng ý ông tám dắt đứa con riêng của vợ tìm đến gặp duy khi ấy gia đình hắn ta đã tan nát hết cả rồi bố mẹ gã đều qua đời cả, sản nghiệp gia đình bị gã phá hoại gần hết. À đàn bà tiên tiên kia, sau khi lấy gã, kiếm được một khoảng khổng lồ thì trốn từ lâu rồi. Giờ đây, Duy đang nằm trong bệnh viện không ai chăm sóc. Căn bệnh HIV do thói quen ăn chơi xa đoạn của gã đã ở giai đoạn cuối. Bạch cũng chỉ được nhìn bố ruột mình từ xa, nó khóc, giọt nước mắt thương xót cho một người đàn ông thân thuộc nhưng quá đỗi xa lạ. Bạch trở về nhà, nó không muốn ở đó thêm giây phút nào nữa Với nó thế là đủ Nó vẫn gọi ông Tám là bố Là bố Nó ôm bố nó vào lòng Bố ơi Con vẫn là con của bố đúng không Ông Bạch không nói nổi câu gì nữa Ông khóc Khóc thật to Lần đầu Bạch vào Long thấy bố nó khóc lớn như thế Ông Tám ôm lấy cả hai đứa nói nhỏ Bố xin lỗi Bố sẽ thương yêu cả hai đứa Bố xin lỗi Ba bố con cười nói vui vẻ Chiều hôm đó cả ba ra ngôi mộ của cô Hiền dọn dẹp và thắp hương cho cô. Ngồi bên ngôi mộ, ông Tám kể cho hai đứa con nghe về câu chuyện tình yêu của ông và cô thuở còn niên thiếu. Các bạn thân mến, vậy là các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện và sau khi nghe chuyện xong, các bạn đừng quên nhấn like, comment share và ấn vào hình quả chuông để nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.